Xin chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Nguyễn Viết Hòa. Hôm nay chúng tôi sẽ dẫn quý vị đi thăm một cái trại gà của người Trung Quốc ở Việt Nam. Chúng ta biết là gà mà ở trong miền Nam này, nói chung là đây là Nam miền Trung, các cái tỉnh như là Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định, tôi cũng ra nhiều lần nhưng tôi không biết là người Trung Quốc có ở Bình Định hay không. Nhưng mà ở Khánh Hòa, Ninh Hòa, Vạn Dã là thuộc tỉnh Khánh Hòa, là người Trung Quốc người ta ở đó luôn. Người ta thu gom gà để người ta đưa về bán ở Trung Quốc nhiều năm nay như vậy. Nói chung người Ninh Hòa và người Vạn Dã là biết, và ở Phú Yên cũng thế. Phú Yên thì có hẳn cả một cái đội ngũ người Việt Nam mình đưa gà từ Việt Nam sang Trung Quốc để bán luôn. Có nghĩa là người ta làm giàu và kiếm được rất nhiều tiền từ cái việc nuôi gà và bán gà. Tuy nhiên là bây giờ hiện tại thì ở Phú Yên và ở Khánh Hòa, ở Nha Trang này, Diên Khánh này, thì có một số trang trại của Trung Quốc, người Trung Quốc người ta xây dựng ở đây và nuôi gà rất là nhiều. Tôi sẽ quay cho quý vị các bạn xem và đồng thời sẽ lý giải cho chúng ta biết là tại sao người Trung Quốc người ta lại thích nuôi gà trên cái mảnh đất quê hương của Việt Nam của chúng ta mà người ta lại không nuôi gà ở Trung Quốc. Đấy, và tại sao người ta lại mua gà Việt Nam về. Là những cái mà mình đã biết thôi, còn cũng có thể có những cái mà mình chưa biết, nhưng mà bây giờ quý vị các bạn cứ đi cùng chúng tôi thì sẽ rõ và sẽ hiểu thêm một số vấn đề. Còn ví dụ như mà cái gì mà tôi chưa biết chẳng hạn, hoặc là tôi nói còn thiếu chẳng hạn, thì quý vị các bạn có thể bổ sung thêm. Quý vị các bạn đi cùng chúng tôi nhé. Xin mời quý vị, để tôi nói thêm một số cái lý do để chúng ta biết là ở Việt Nam tại sao người Trung Quốc họ thích mở trang trại ở chúng ta. Thì theo như tôi biết là cái thứ nhất là khí hậu của Việt Nam nó tốt hơn ở bên đấy, nhất là ở cái khu vực mà Nha Trang, Vạn Dã, Ninh Hòa, Phú Yên các thứ, là khí hậu nó rất là tốt, quanh năm không có lạnh. Không có lạnh, nói chung là cái lạnh của trong này không nghĩa lý gì, hai mấy độ thì nó vẫn là mặc áo sơ mi, áo cộc tay được, nghĩa là con gà nó không sợ bị lạnh. Thứ hai nữa là ở khu vực này thì mưa bão rất là ít. Mưa thì nó chỉ, theo như tôi sống mười mấy năm ở đây thì tôi thấy mưa chủ yếu là nó mưa vào tháng 11 dương lịch, chủ yếu là cái thời điểm mà kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam á, mình thấy nó hay mưa vào thời điểm đấy thôi. Còn lại thì khí hậu rất là tốt. Đấy, ví dụ như 10 ngày nó mưa một lần hay là một tuần mưa một lần gì đấy, đại khái là cái lượng mưa nó không có dồn dập mà không có bão. Cái thứ tiếp theo là cái giống gà của mình cũng rất là tốt, rất tốt luôn thì người ta mới mua, chứ còn ví dụ như không tốt thì người ta không mua. Nó tốt từ cái chất lượng con giống cho đến khả năng kháng bệnh các thứ, nói chung mọi thứ nó đều tốt thì người ta mới mua. Mua về nó phải đem đến cái lợi nhuận lớn cho họ thì họ mới mua. Đấy, còn cái tiếp theo nữa là con người thì cơ bản người Việt Nam chúng ta trong này thì tôi thấy hầu hết là người ta sống rất là tử tế. Sống tử tế với mọi người chứ không riêng gì với người Trung Quốc cả. Và người Trung Quốc thì họ mua giá gà nó cũng cao hơn, cho nên cũng được người Việt Nam chúng ta là yêu ái hơn đấy. Còn cái nữa là khi mà tôi đi vào Phú Yên, khi mà tôi gặp một cái anh mà thuộc về cái thế hệ đầu khi mà đưa gà của Việt Nam sang bên Trung Quốc để bán, thì thấy anh ấy mua một con gà mái về, anh bảo mua cho người Trung Quốc, có nghĩa là họ vẫn tìm cách để họ lấy được những cái giống gà của chúng ta bằng cách là họ thuê người Việt Nam chúng ta mua lại. Chủ yếu là họ nuôi ở trên đất nước chúng ta thôi, chứ đưa sang bên nước họ thì khí hậu bên họ nó sẽ không phát triển tốt bằng ở Việt Nam. Ngay như con gà Đông Tảo mà khi tôi vào chỗ anh Thắng mà trại gà Hưng Yên Đông Tảo á, thì anh cũng nói là người Trung Quốc họ rất thích gà Đông Tảo nhưng họ không nuôi được vì khí hậu bên đấy nó lạnh. Đấy, và nhiều người cứ nghĩ rằng gà Đông Tảo là phải ở Hưng Yên thì mới là tốt, nhưng mà anh Thắng anh bảo là gà này nó hợp với khí hậu miền Nam hơn, bởi vì nhiệt độ ở miền Nam nó thích hợp hơn. Mà có lẽ là đúng như vậy, bởi vì tôi nuôi ở trong này, thứ nhất là mình cũng hay cho ăn các loại thảo dược, thứ hai nữa là mình cũng nói chung cũng quan tâm chăm sóc nó tốt, cho nên là hiếm khi thấy nó bị bệnh, kèm theo đấy là cái khí hậu nó tốt nữa, cho nên là mình hiếm khi thấy nó bị bệnh lắm. Chỉ có mùa mưa thì nó cũng mưa
liên tục đấy. Nói chung hầu như ngày nào cũng mưa thì mình phải nhốt gà lại, đừng có thả nó ra ngoài mưa, thế là được. Đây, xin chào quý vị và các bạn. Đây là trại gà Trung Quốc mà rất khó khăn lắm tôi mới vào đây được. Bởi vì khi vào đây thì phải nhờ người quen họ mới cho vào. Người quen mà một anh là thường xuyên đưa gà sang Trung Quốc, còn một chị là sống từ ở Trung Quốc từ nhỏ. Đấy, chị đó thì là sang Trung Quốc từ nhỏ, bây giờ là có chồng con ở bên Trung Quốc rồi. Thì tôi phải nhờ đến hai người mới vào được đây. Chứ còn nếu bình thường chúng ta không thể vào trại gà của họ được. Trại gà này là của người Trung Quốc tại Phú Yên. Tôi đã ngắt tiếng đi bởi vì tôi không biết họ nói tiếng Trung, tôi không biết họ nói gì. Thì lỡ vi phạm nguyên tắc cộng đồng của YouTube cho nên tôi đã ngắt hết tiếng của họ, tôi chỉ để tiếng của tôi thôi. Thì chúng ta thấy ở phía ngoài ấy là họ nuôi với một cái hệ thống chuồng và lồng úp gà, lồng nhốt gà rất là đẹp. Lồng này họ làm bằng cái sắt tròn thẳng từ trên xuống rất là đẹp và cũng là lồng loại lồng đắt tiền. Chứ không phải cái lồng mà làm bằng cái sắt nhỏ kia mà nó sắt thẳng chạy từ trên xuống. Không biết là mấy trăm nghìn một cái, trước tôi hỏi nhưng mà tôi không nhớ chính xác nên tôi không có nói ra. Còn các cái chuồng nhỏ nhỏ cho gà ở thì người ta làm cũng khá là đẹp, cũng thoáng mát. Tuy nhiên là nếu về mùa mưa thì tôi sợ rằng với cái hệ thống này thì cũng sẽ gà sẽ bị nước mưa và bị gió lạnh tạt vào. Thì có thể đến mùa mưa họ sẽ phải tủ thêm bạt. Còn chó chúng ta thấy là chó này họ cũng đưa từ Trung Quốc sang. Cái con mà đang ngoắt đuôi trắng trắng đen đen này là chó Việt Nam này, nó lai Phú Quốc. Còn cái con chó trắng mà mõm hồng hồng đấy là chó mà người ta đưa từ Trung Quốc sang. Nói chung họ đưa từ Trung Quốc sang, hầu hết chó là họ đưa từ bên đó sang. Còn gà thì gà của chúng ta. Gà thì như tôi đã nói ở phần trên đấy là vì chất lượng gà của chúng ta rất là tốt cho nên là họ nuôi. Thế còn họ cũng nuôi thêm ngỗng để nó giữ trại. Nói chung là mình học thì cũng chỉ nếu mà để thấy được cái hay ở đây thì mình chỉ thấy cái hay là cái lồng nó đẹp thôi. Còn lại mọi cái thì cũng không có gì đặc biệt. Còn có một cái mà mình thấy cái nhược điểm ở đây là họ để cho gà đẻ lung tung. Mình thấy gà đẻ lung tung và mình chỉ thì họ nhặt vào. Thế tôi mình nghĩ khả năng là họ cho ấp máy. Thì gà này mà cho ấp máy thì không tốt bằng để cho mẹ nó tự ấp đâu. Bởi vì chúng ta cho ấp máy thì con mẹ nó sẽ phải đẻ tiếp theo nữa và gà nó sẽ yếu. Và tạm thời tôi sẽ dừng cái buổi quay video ở đây. Ai cần hỏi gì thêm hay là có ý kiến gì cứ để lại bình luận. Xin cảm ơn quý vị và các bạn, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi quý vị và các bạn nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều.